mình muốn giới thiệu với các bạn một cái khám phá mới của mình đối với mấy cái product của Nu Skin, mà cái này rất là yêu thích và mình có chỉ cho rất là nhiều người. Thì ai khi mà người ta apply xong, người ta đều thấy cái kết quả rất là tốt, thành ra muốn chỉ lại với cái, thì Nu Skin nó có ba cái product. Chị Vân Lan ha, chị Vân Lan cũng có xài thử rồi. Thứ nhất đó là cái True Face Line Corrector, thì ai cũng biết cái này là nó có cái chất peptide để nó build up cái collagen của cái da. Cái True Face Line Corrector đó là nó để cho chống nhăn mấy cái vùng mắt và trên trán, cũng như hai cái nếp nhăn hai bên đây. Thì ngoài ra cái True Face Line Corrector thì mình có cái Celltrex COQ10. Thì cái này thì chị Vân Lan rành về cái này, chị Lan có thể nói là cái này nó là làm sao không? COQ10, coenzyme Q10 thì nó có cái cái chất repair, thì nó vô chung với cái mitochondria, thì nó làm cái repair cái cell của mình, tức là nó làm cho nó convert cái energy thành ra là cái cell mới nó sẽ là mọc ra. Thành ra là khi mình sẽ renew cái da mặt mình. Và cái thứ ba nó là cái Glacial Marine Mud. Cái này nó bằng cái một cái loại chất bùn, thì chị Vân Lan biết là nó Nó có nhiều mineral trong đó. Thành ra là khi mình hồi xưa nhiều người hay tắm 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 bùn bùn đó để làm cho cái da cho nó nó mịn màng. mịn màng, thì cái này nó sẽ lấy đi những cái da chết, và cũng cùng một lúc nó làm cho cái lỗ chân lông mình Nó nhỏ nó hơn nhỏ lại. à. Và cái da mình, thứ nhất là cái da mình sau khi làm xong đó, mình sẽ cảm thấy cái da mình nó rất là sạch và nó mịn màng, và từ từ đó nó sẽ làm nó sẽ khi mà nó lấy hết những cái chất dơ ở dưới da thì cái da mình nó sẽ sáng hơn. Nếu mà cái da mình giống như là nó đen đen, nó có những cái vết thâm đen là gì đó, thì từ từ nó sẽ làm cái da mình sáng lên. Và cái điều hay nhất đó là cái da mình nó mịn màng và nó không có bị bóng bởi những chất dầu, tại vì đồng thời nó lấy những cái chất dầu ở dưới da của mình ra. Thì bây giờ mình bắt đầu mình làm cái này, thì cái hôm nay sẽ làm cho chị Vân Lan để cho các bạn coi. Thì đầu tiên đó, thì cái step đầu tiên, lúc nào cái chuyện đầu tiên đó là mình phải rửa sạch cái da, thì cũng như mình làm những cái khác. Thì đây là cái sử dụng nhanh nhất và hay nhất đó là cái cleanser and toner của AgeLOC. Và sau đó cái này là cái chai NAPCA của Nu Skin. Thì cái này là cái một cái loại dạng giống như là moisturize bằng nước, thì mình xịt cái này lên một tí thay cho nước. Còn nếu mình không có cái này thì mình có thể sử dụng nước, mình lấy một cái khăn ướt và mình chùi cho sạch những cái makeup trên mặt của người ta. Thì đây là cái Celltrex và đây là cái True Face Line Corrector. Thì mỗi cái mình bỏ đều với nhau. Mình bỏ một phần True Face Line Corrector thì mình bỏ một phần Celltrex. Và hai cái thì mình trộn đều với nhau. Và mình thoa đều lên mặt của nên nhớ là mình thoa đều lên khắp. Sở dĩ mình trộn cái True Face Line Corrector lại cái Celltrex mình thoa đều trước khi mình bỏ cái mask đó, là tại vì đó cái này đó mình recommend các bạn có thể làm mặt nạ mỗi ngày, hoặc là có thể cách một ngày làm một lần. Và có nhiều người, ví dụ cái da của người ta nó khô đó, ví dụ mình làm nhiều thường xuyên thì nếu mà mình bỏ cái này lên đó, thì nó sẽ cái công dụng tốt hơn và nó không có làm cho cái da của mình nó bị khô, trong lúc đó nó vẫn đẹp.
sau khi mình thoa đều lên hết. Thì mình sẽ bắt đầu mình bỏ cái mặt nạ, cái Glacial Marine Matte lên. Và các anh chị dùng một cây cọ apply đều trên mặt của người ta. Nên nhớ bất cứ khi nào mình apply cái mặt nạ đó thì mình phải nên nhớ lúc nào cũng phải từ dưới lên trên, theo cái hướng từ dưới lên trên. Như các anh chị thấy đó, nếu mà mình apply cái mặt nạ đó mà mình sử dụng cái cây cọ đó thì nó sẽ rất là đều. Nó sẽ rất là đều, và mình nhớ là mình cứ đi cái cây cọ của mình từ dưới lên trên. Và muốn nhắc lại một lần nữa đó là tại sao mình bỏ cái True Face Light Corrector và cái Celltrax trước, là tại vì đó cái True Face Light Corrector đó nó giúp cho cái da cũng nó chống nhăn và nó build up cái collagen ở dưới cái da của mình. Và cái Celltrax là nó có rất là nhiều cái antioxidant thì nó sẽ làm cái da của mình nó sáng, nó mịn màng. Thành ra nó đi chung với cái mặt nạ bằng bùn này đó, thì cái công hiệu của nó sẽ rất là tuyệt vời. Khi mà mình làm xong thì mình sẽ cảm thấy mình có một làn da rất là sáng, mịn màng, và đồng thời nó cũng xóa cái nếp, giúp cho mình xóa cái nếp nhăn. Rồi thì các anh chị, khi mà mình đắp cho khách hàng đó thì mình cũng nên đắp ở dưới cổ một như vậy, thì như vậy đó nó sẽ làm cho cái da cổ của người ta nó mịn màng hơn. Rồi bây giờ mình đã xong cái phần bỏ cái mặt nạ lên trên, và bây giờ mình đợi khoảng chừng 10 phút, 10 cho tới 15 phút tùy cái da. Khi nào mình thấy cái này nó bắt đầu nó khô hết á thì chừng đó mình bắt đầu mình rửa mặt cho người ta. Thì bây giờ mình đợi nhé. Rồi bây giờ mấy anh chị đã thấy rồi là bây giờ cái Marine Matte ấy, bây giờ nó đã khô hẳn. Khi nó khô thì nó đổi qua cái màu lợt giống như vậy ha. Thì mình biết tức là sau 10 phút, từ 10 phút tới 15 phút là nó sẽ khô giống như vậy. Thì lúc đó bắt đầu mình lấy cái khăn thấm nước và mình chùi cho người ta. Khi là mình đã rửa sạch cái Marine Matte đó thì mấy anh chị có thể thấy là cái da mặt đó nó rất là sáng và nó rất là mịn. Mình rờ vào á, nó rất là mềm, nó rất là mềm mại, và thấy cái mặt nó sáng hẳn ra. Chị Vân Lan thấy làm sao? Thấy rõ ràng là nó sáng ra nè. Là nó mịn lắm, da mặt nó mịn hẳn ra. Với là có cảm tưởng như mấy cái vết nhăn nó cũng thẳng ra không chị? Thành ra sau khi mình làm cái mặt nạ này đó thì mình cái mặt nạ này đó mình có thể mình làm mỗi ngày hoặc là cách một ngày mình làm một lần. Thì có thể là thí dụ trong một tuần á, mình có thể mình làm hai lần với lại cái galvanic. Thì sau khi mình làm mặt nạ này xong á thì mình bắt đầu mình làm cái galvanic như bình thường. Tức là mình bắt đầu mình cũng sử dụng cái galvanic giống như mình làm. Là mình thì bây giờ bắt đầu thì mình cũng bắt đầu mình làm cái gel màu trắng, và sau đó cái gel màu xanh giống như mọi lần mình làm. Thì và cái công đoạn cuối cùng á, sau khi mình bỏ cái galvanic lên á, thì mình nếu cái đó là ban đêm thì mình sẽ xài cái kem ban đêm, mình sẽ apply cái kem ban đêm lên mặt đó là mình, và mình đi ngủ. Còn nếu là ban ngày đó thì mình đi ra đường thì mình phải có chống nắng. Thành ra khi mà ban ngày đó, khi mà mình làm xong xuôi hết, mặt sạch sẽ xong rồi đó, thì mình apply cái kem ban ngày của Age Lock. Thì cái kem ban ngày của cái bộ Age Lock này đó, nó có cái SPF 22, nó sẽ giúp cái da của mình nó bảo vệ từ cái nắng mặt trời, mình không có bị làm sạm da và đen da. Ok, thì em thấy quá đẹp luôn, trời ơi, rờ lên thích dễ sợ. Wow, giống như là da em bé trẻ lại 20 tuổi.